Hạnh Phúc Lan Xa, Duyên Tiền Bên Ta. Mời bạn đón xem Duyên Đến Người Một Nhà, tôi là Trương Nhã Đình. Đầu bếp người Pháp Nicolas với mỗi bữa ăn đều phải có thịt, nhưng vì sức khỏe mà anh bắt đầu ăn chay. Sau đó anh đến sống ở Campuchia, mở ra một tiệm chay Campuchia kiểu Pháp. Cũng vì vậy mà cưới được cô vợ xinh đẹp Đài Loan. Giờ đây phu sướng phụ tùng, cùng đến Đài Loan anh còn chế nhiều món ăn chay với sáng ý mới. Trên bàn với những món ăn chay dưỡng sinh, cho dù là món cà ri bí đỏ với thơm hoặc món gỏi cuốn rau tươi, không những rất thuần túy hương vị thức ăn Campuchia mà còn xuất phát từ đôi tay của đầu bếp người Pháp Nicolas. Nếu như tôi có thể giúp mọi người thay đổi cách nghĩ về món chay thì tuyệt quá. Thực ra ở nước Pháp đó thì rất nhiều món chay kiểu Pháp rất là tẻ nhạt. Nicolas vốn kinh doanh nhà hàng ở Pháp và mỗi bữa ăn không thể thiếu món thịt, nhưng 6 năm trước, anh bị bác sĩ cảnh báo protein trong máu quá cao khiến anh bắt đầu tiếp xúc với món chay, rồi trở thành một người theo chủ nghĩa chay. Rồi anh đến Campuchia mở nhà hàng chay đầu tiên của anh và còn bất ngờ phối lên bản tình ca Pháp Đài. Tôi cùng bạn tôi đi nhà hàng ăn cơm nè, vì rất ngon mà, cho nên mỗi tối đều đến đó ăn. Rồi thì sao? Kết quả thì nghĩ nếu có một ngày có thể là bà chủ thì tốt biết bao. Đối với món ăn, Nicolas kiên quyết giữ phong cách Pháp và sự khiêm nhường của người Campuchia, và còn lại thì phải cần sự nồng nhiệt của người Đài Loan để chế ra càng nhiều món ăn sáng ý mới, làm thực khách địa phương và trái tim lãng tử đều có được sự nồng nàn và ấm áp.